Ok, lâu lâu mới có bạn xuống thăm nha. Bạn này lỡ chắc sình nha. Tôi làm video tôi bỏ YouTube. Mẹ để xin vô nhà luôn á. Bữa nay bạn tôi mặc đồ đẹp quá. Đẹp. Mà cao mặc đồ đẹp á. Mà cái này đẹp. Để đó đại đi. Đổ rớt mẹ cái này. Rồi xong ra đi nè. Nhìn đi, đang quay mà nó quay đi. Mưa hả? Quay đi, giới thiệu cho có cái quỷ gì đi. Cái này là mua nghêu nè, mua nghêu. Nghêu nè, nghêu. À, mua để dành. Ừ, cái hồi gã. Tôm nè, tôm với mực để ngồi mình ăn. Ờ, tôm thì tôi gã lẹ đó, chỉ mực không biết tôm sao. Tôm thì lẹ, mực nè, với lại rã hai trái tim ra. Trái tim đó hả? Ừ, mua chết mẹ rồi, hôm qua đem vô. À, để tôi... Sao mấy cái đồ kia vô nghe? Để đây đi, rồi tôi ấy nó. Tôi mới dâng đồ kem ở đây rồi. Để tôi dẹp cái chỗ này cái. Quay vòng vòng đâu ngủ. Phan. Tôi đang nấu chè bắp. Mà đẩy đập lại. Để đưa tình ta. Đẹp. Đẹp đó bà. Nói dù ra buồn cái. Nhưng mà bà cao rồi mà mặn cái đụng cái là chưa đụng cái chân. Chắc thôi. Vô đây ngắn hơn thôi. Ừ. Bữa nay là buồn cái hai đứa đi biển đó. Không, này mặc đưa mặc đẹp nè. À, thoải mái lắm. Không, cái này bà mặc được đó, cái tôi mặc là tôi phải tôi lết luôn đó. Bọn giấy cao, bà nhét cao luôn đó. Đó, bỏ đồ ra đi. Đó. Bên Mỹ là ăn toàn đồ đông lạnh không? Này nấm nè. Nấm này dễ thương nè. Cái này nấm đùi gà bà, nấm đùi gà mà đùi hùi gà mà mini, lợi con. Đó, thì nói chung cuộc sống ở nước ngoài là vậy, lâu lâu rồi mới có bạn xuống chơi thôi. Chứ con không có xuống thường. Là gì vậy? Cái này cũng cút nè. 30 chắc đủ rồi. Phẩm tài rồi. Lấy gì nữa vậy? Thế hả? Mà không có ăn hả? Không ăn hả? Trời ơi. Nắng quá trời. Bên đây nhà kế bên đang sửa nhà nè. Đi vô trong. Đâu có cưa cây. Nó đào cái lên nó làm cái cống nó nhét xuống á. Tôi bỏ nó vô chuồng này chút. Nó rồi vô chú ơi. Vậy hả, nó bay rồi hả? Trời chết mẹ. Chồng tôi nó ghét mấy con này lắm. Có cây đập rồi không? Là dây báo đặt. Mua cây đi. Tôi không muốn nó lê không, lê. Tôi không muốn nó sát xanh nè, kem nè, tôi mới làm xong. Tao bánh su mới nướng xong đó. Má phỏng tay nè. Cầm hai cái chả theo ăn cái con cái rồi ăn đi, ăn thử đi. Bà làm hả? Mua má, bà Thảo cho. À. Chả ốc á. Chả ốc. Ăn ngon lắm. Xịt. Mình bỏ vô microwave được không? Bữa. Cho nó nóng một chút. Này nước lèo tôi nấu rồi nè. Nấu ở nồi nước lèo. Sườn nè. Rồi xả ra đi. Má hai trái tim. Ôi giời, cái bao ni lông nó dính vô luôn nè. Bỏ không chi trời đó. Rã ra đi. Rã này, để, ra để tôi rửa cái này đã. Rửa đi, tắt máy được nè. Rồi, để tôi tắt máy rồi.